Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài tập trong sách bài tập toán lớp 6, sách kết nối tri thức của cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu không thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài số 2, cách ghi số tự nhiên. Giờ trước hết mình sẽ ôn lại những kiến thức cần nhớ. Như giờ tập hợp các số tự nhiên chính là n, chính là các số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tăng dần lên. Và tập hợp các số tự nhiên khác không chính là n sao. Thì n sao sẽ mình sẽ bỏ số 0 đi. Mình sẽ bắt đầu từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và chấm có nghĩa là còn tiếp nha. Bé nhỏ là ghi số tự nhiên trong hệ thập phân. Với mỗi số tự nhiên được viết thành một dãy số lấy trong 10 chữ số từ 0 tới 9. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quy ước là chữ số đầu tiên bên trái phải khác không. Đúng rồi, chữ đầu tiên bên trái thì phải là không. Vị trí các chữ số gọi là hàng. Cứ 10 đơn vị của một hàng thì bằng một đơn vị của hàng liền trước nó. Có nghĩa là 10 đơn vị sẽ thành hàng chục, 10 chục sẽ thành hàng trăm, 10 trăm sẽ thành hàng nghìn, 10 nghìn sẽ thành hàng chục nghìn. Đúng không? Và mỗi số tự nhiên sẽ bằng tổng giá trị của các chữ số của nó. Có nghĩa là một số thì mình lấy hàng đơn vị cộng hàng chục, cộng hàng trăm, cộng hàng nghìn. Đúng. Tiếp theo là bốn nhỏ, số la mã không quá 30. Mình sẽ sử dụng các chữ số Y, V, X. Y có nghĩa là 1, V có nghĩa là 5 và X sẽ là 10. Các chữ số đó cùng với cụm chữ số Y, V và Y, X có giá trị 4 và 9 là các hành phần viết nên số la mã. Giá trị của hành phần không thay đổi dù đứng ở bất cứ vị trí nào. Mỗi số la mã có giá trị bằng tổng giá trị của cái hành phần viết nên nó nhé. Giờ tiếp theo là B nhỏ, B lớn, kỹ năng giải toán. Như vậy, học xong bài này thì mình sẽ có kỹ năng gồm đọc và viết số tự nhiên, phân biệt và sử dụng hai ký hiệu N và N star. Nhận biết giá trị của mọi chữ số của số tự nhiên viết trong hệ thập phân. Biểu diễn mọi số tự nhiên thành tổng giá trị các chữ số của nó. Đọc và viết các số la mã từ 1 tới 30. Giờ tiếp theo mình sẽ qua câu ví dụ 1. Tìm số tự nhiên n, viết n là số có 3 chữ số, trong đó chữ số hàng chục gấp 2 lần chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục. Cho biết giá trị của mọi chữ số của số n tìm được do biểu diễn số n thành tổng các giá trị của chữ số của nó. Giờ ở đây ví dụ 1 người ta giải sẵn cho mình nha. Như vậy trước hết là gọi A là chữ số hàng đơn vị của n. Dễ thấy là A sẽ khác không. Nếu A bằng 2 thì chữ số hàng chục gấp 2 lần A thì sẽ bằng 4. Chữ số hàng trăm gấp 3 lần chữ số hàng chục sẽ bằng 12. Điều đó không xảy ra được. Đúng không? Nếu A lớn hơn 2 thì chữ số hàng chục lớn hơn 4 và chữ số hàng trăm lớn hơn 12 không xảy ra. Như vậy kết luận cuối cùng là A sẽ bằng 1 thôi, đúng không? A bằng 1 thì ta có là gấp 2 lần sẽ là số 2. Hàng chục gấp 2 lần chính là số 2. Và hàng trăm gấp 3 lần hàng chục có nghĩa là số 6. Như vậy kết luận cuối cùng ta có N chính là 621. Đúng không? Như vậy với cách giải này có nghĩa là đầu tiên là mình giải thấy là A khác không. Giờ bây giờ nếu mà A bằng 2, mình nếu chứ A bằng 2 thì mình kết luận là nếu A bằng 2 thì gấp 2 sẽ là 4. Đúng không? Và chữ số hàng trăm gấp 3 là hàng chục có nghĩa bằng 12, như vậy là không phải xảy ra. Tương tự là A lớn 2 thì cũng không phải xảy ra. Như vậy kết luận cuối cùng sẽ là A bằng 1. Đó là như mình sẽ đưa ra nhiều cái giả thuyết khác nhau. Để mình phủ nhận các giả thuyết đó thì mình sẽ có một kết luận cuối cùng chính là A bằng 1. Đúng không? Ta có N sẽ bằng 612. Đó là cách giải và viết một bài toán, đúng không? Bằng cách suy luận. Tiếp theo là trong số 621 thì chữ số 6 có giá trị sẽ là 6 nhân cho 100. Chữ số 2 sẽ có giá trị là 2 nhân cho 10. Và chữ số 1 có giá trị bằng 1 đơn vị nên ta có biểu diễn N thành tổng các giá trị của chữ số của nó. Chính là 621 sẽ bằng 6 nhân cho 100 cộng 2 nhân 10 và cộng cho 1. Đúng không? Giờ sau này khi mình giải thì các em có thể lược bớt cái phần giải thích này đi. Mình sẽ viết như vậy là được nha. Đúng không?
Tiếp theo sẽ là ví dụ 2. Cho tập hợp C sẽ bằng 0, 3, 6. Câu A người ta kêu mình viết tất cả các số tự nhiên lẻ có 4 chữ số và có tập các chữ số của nó là tập hợp C. Như vậy có nghĩa là mình sẽ viết một số tự nhiên lẻ có 4 chữ số và 4 chữ số đó mình sẽ lấy các chữ số từ tập hợp C, có nghĩa là một trong ba số này mình sẽ lấy D. Yeah. Như vậy sẽ có một số mình xuất hiện hai lần, đúng không? Giờ như vậy là câu A người ta giải trước. Vì tập các chữ số của nó càng viết là tập C nên cả ba chữ số 0, 3, 6 đều phải có mặt. Vậy ắt có một chữ số xuất hiện hai lần, đúng không? Hơn nữa số cần viết là số lẻ nên hàng đơn vị của nó chỉ có thể là số 3 mà không. Từ các suy xét trên và do chữ số hàng nghìn khác không nên mình sẽ có hai trường hợp xảy ra. Chữ số 3 ở hàng nghìn thì ta sẽ có hai số chính là 3063 và 3603. Còn nếu mà chữ số 6 đứng hàng nghìn thì ta sẽ có 5 chữ số chính là 6603, 6063, 6033, 6303, 6003. Đúng không? Như vậy tóm lại ta viết được 7 số hợp hạng các điều cười của đề bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua câu B. Viết tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số, có tập các chữ số của nó là tập C và chữ số 6 có giá trị sẽ bằng 600. Như vậy ở đây người ta cho mình thêm một điều kiện là số 6 có giá trị 600, có nghĩa là chữ số 6 sẽ đứng hàng đơn vị và chữ số 3 chữ số 6 sẽ đứng hàng trăm, đúng không? Và chữ số 3 sẽ đứng hàng đơn vị, đúng không? Giờ như vậy câu B mình sẽ coi xem người ta giải. Tương tự như câu A, với chú ý rằng số 6 sẽ có giá trị là 600 nên chữ số 6 chữ số hàng trăm chính là số 6. Mình cũng xét hai trường hợp ta viết được 7 số tự nhiên. Như vậy là ở số 6 đứng hàng trăm, số 3 đứng hàng đơn vị. Đúng không? Như vậy là nếu mà chữ số 3 đứng hàng nghìn thì mình sẽ viết được là 3603, 3630, 3606 và 3660 và 3660. Như vậy là ở đây người ta không, với điều kiện của đề bài mình sẽ có là số 3 đứng hàng đơn vị, số 6 đứng hàng trăm, còn số 3 đứng hàng nghìn. Giờ ở số giữa này thì mình có thể thay đổi. Đúng không? Giờ tiếp theo là nếu mà chữ số 6 đứng hàng nghìn thì mình sẽ được là 6603 hoặc là 6630. Như mình cũng biết được 7 chữ số không hạn điều khiển của bạn. Giờ tiếp theo là câu C, viết tất cả các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lấy từ tập hợp C. Như vậy ở đây người ta kêu mình số chẵn. Như vậy là số chẵn thì chữ số hàng đơn vị sẽ là số 0 hoặc số 6 chứ không phải là số 3. Đúng không? Giờ như vậy câu C người ta sẽ giải cho mình như vậy. Giờ như vậy người ta sẽ giải câu C. Theo điều kiện của đề bài, các số cần tìm được viết bởi 3 chữ số 036 nhưng không nhất thiết phải có mặt ở 3 chữ số đó. Đúng không? Mình sẽ xem là câu hỏi ở C. Người ta nói là viết tất cả các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lấy từ tập C. Đúng không? Lấy từ tập hợp C không? Chứ không phải là buộc phải xuất hiện 3 chữ số. Đúng không? Ở đây nếu người ta nói là có tập các chữ số của nó là tập hợp C thì buộc phải có mặt 3 chữ số nha. Còn nếu người ta nói là có 3 chữ số lấy từ C thì có nghĩa là không buộc phải xuất hiện cả 3 chữ số 0, 3, 6 trong tập trong cái số tự nhiên này. Đúng không? Như vậy là chữ mỗi chữ số có thể không có mặt hoặc là có mặt 1, 2 hoặc 3 lần. Ngoài ra số cần viết là số chẵn nên chữ số hàng đơn vị phải là số 6 hoặc số 0. Từ đó các suy xét đó ta lần lượt xét các trường hợp sau. Như lúc này mình sẽ có rất nhiều trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là chữ số 6 sẽ hàng đơn vị. Chữ số hàng trăm sẽ là khác không nên sẽ có hai trường hợp xảy ra. Là chữ số hàng trăm là số 6 thì ta sẽ có là 666, 636, 606. Còn chữ số hàng trăm là số 3 thì ta sẽ có là ba số là 366, 336 và 306. Đúng không? Còn nếu mà chữ số hàng đơn vị là số 0 thì ta cũng có hai trường hợp xảy ra. Đó là chữ số hàng trăm là số 6 thì ta có là 660, 630, 600. Còn nếu chữ số hàng trăm là số 3 thì ta có ba số là 360, 330 và 303. Tóm lại ta được quyết được đến 12 số không hạn các điều kiện của đề bài nha. Như vậy là khi làm bài các em sẽ xem kỹ đề bài. Để người ta cho như vậy có nghĩa là mình sẽ lấy cả ba chữ số 0, 3, 6 có mặt hoặc là mình có thể lấy một trong ba chữ số gì, đúng không?
có nghĩa là bột có bột xuất hiện ba chữ số hay không, hay là không bắt buộc nha. Giờ như vậy mình xong phần B, mình sẽ qua tiếp phần C. Đây là phần tại bài tập tự làm của mình nha. Giờ trước hết là câu 1.8. Giờ mình sẽ làm câu 1.8 nha. Giờ ở đây người ta nói cái gì? Một người ta nói là một số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị 9 là 9, thì đó là số nào? Theo em số đó sẽ là số nào? Mình thấy là một số mà có chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng trăm đến 9 đơn vị mà số đó có là có hai chữ số thì chỉ có phải là số 90 đúng không? Thì số 90 chính là số tự nhiên có hai chữ số mà hàng chục lớn hơn hàng đơn vị 9 là 9. Và như vậy mình xong câu số 8, mình sẽ qua tiếp câu số 9 nha. Giờ tiếp theo sẽ là câu số 9. Giờ câu số 9, gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3. Hãy mô tả tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của nó nhé. Như vậy ở đây mình nhớ đây là gọi A tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ gọi số có hai chữ số có dạng là A. Rồi. Gọi số tự nhiên có hai chữ số có dạng là AP. Giờ bây giờ nếu A bằng 1 thì B sẽ bằng bao nhiêu? B sẽ bằng 4 đúng không? Giờ tiếp theo, nếu A bằng 2 thì sao? Nếu A bằng 2 thì B sẽ bằng B bằng 5 đúng không? Tiếp theo, nếu A bằng 3 thì B sẽ bằng 6 đúng không? Nếu A bằng 4 thì B sẽ bằng 7 đúng không? Nếu A bằng 5 thì B sẽ bằng 8. Nếu A bằng 6 thì B sẽ bằng 9 đúng không? Nếu A bằng 7 thì B sẽ bằng 1. Như mình thấy bằng 10 là không hợp lý đúng không? Mình thấy là số tự nhiên có dạng ha AB thì có nghĩa là A chỉ là một chữ số thôi, không phải là hai chữ số được. Như vậy là trường hợp này mình sẽ lỗi đi. Mình sẽ không nhận. Như vậy là mình sẽ có các giá trị là 14, 25, 36, 47, 58, 69 thôi, đúng không? Giờ như mình kết luận vậy A bằng chính là 14, 25, 36, 47, 58 và 69. Giờ như vậy mình xong câu số 9, mình sẽ qua tiếp câu số 10 nhé. Giờ tiếp theo là câu số 10, người ta kêu mình quý số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số. Giờ như là số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số là số nào theo các em? Như vậy là
Số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số thì mình sẽ viết 6 số 9 là được. 9 là 999.999. Giờ như vậy mình xong câu số 10, mình sẽ qua tiếp câu số 11. Giờ tiếp theo sẽ là câu số 11. Người ta kêu mình quý số tự nhiên nào lớn nhất có 6 chữ số khác nhau nha. Ở đây người ta nói có thêm chữ số khác nhau nha. Đúng nè. Giờ như mình sẽ trả lời. Số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau là, theo các em là sẽ là số nào? Như vậy là 6 chữ số mà lớn nhất thì mình bắt đầu bằng số 9, giảm dần 8, 7, 6, 5, 4, đúng không? Có nghĩa là 987.654. Đây là số tự nhiên lớn nhất có 6 chữ số khác nhau nha. Giờ như mình xong câu số 11, mình sẽ bắt tiếp câu số 12. Giờ tiếp theo câu số 12 nha. Câu số 12 cho tập hợp với phở bằng 049. Hãy viết các số tự nhiên. Câu A là có 3 chữ số và tập hợp các chữ số của nó là tập hợp B. Có nghĩa là mình sẽ lấy 3 chữ số này, mình sẽ sắp xếp quán đổi vị trí để được số tự nhiên có 3 chữ số. Ở đây người ta nói là tập hợp các chữ số nó là tập hợp B. Có nghĩa là người ta bắt buộc trong 3 chữ số đó sẽ có đủ 3, có mặt của đủ 3 chữ số chính là 0, 4, 9. Đúng không? Giờ như mình sẽ làm câu A trước. Giờ như mình trả lời là các số đó là, giờ như vậy là mình sẽ biết các số có 3 chữ số, tập hợp các chữ số của nó là tập hợp P. Có nghĩa là mình sẽ lấy 3 số này mình đem xuống và mình quán đổi vị trí thôi. Như vậy là số đầu tiên thì không phải là số 0, mình có thể bắt đầu bằng số 409. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bằng số 9 thì 904 hoặc là 940, nhưng mình sẽ được 4 số nhé. Giờ tiếp theo sẽ là câu B. Câu B người ta nói là có 3 chữ số lấy trong tập hợp B. Như vậy có nghĩa là người ta không bắt buộc là xuất hiện đầy đủ 3 chữ số là 049 luôn. Mình chỉ quyết lấy, có nghĩa là mình sẽ lấy số 43 làm cũng được, hoặc là lấy số số 0, số 9, số 93 làm cũng được, hoặc là số 01 làm, số 42 làm cũng được. Đúng không? Chỉ cần mình lấy một trong 3 chữ số này cũng được, chứ không bắt buộc là phải lấy cả 3 chữ số nhé. Nhưng mà trả lời là các số đó là, giờ như vậy là trước hết là mình sẽ lấy một số 4. Số đầu tiên thì không thể lấy số 0 được, mình sẽ lấy số 4. Giờ có thể là hai số 0 cũng được, hoặc là một số 4, một số 0, một số 4 cũng được, hoặc là một số 4, 0, 9 cũng được, đúng không? Hoặc là mình lấy 440 cũng được, đúng không? Hoặc là lấy 3 số 4 cũng được, đúng không? Hoặc là 449, đúng không? Hoặc là 490. Hoặc là 494, đúng không? Giờ 499, 900 chẳng hạn, đúng. Mình cứ việc lấy về mà không cần xuất hiện cả 3 chữ số, đúng không? Xuất hiện một trong 3 chữ số cũng được, hoặc là xuất hiện 2 trong 3 chữ số cũng được. Đúng rồi. Giờ như là mình xong câu số 12 nha. Đúng rồi. Ở câu B thì mình sẽ lấy
lấy một chữ số cũng được, hai chữ số cũng được, ba chữ số cũng được, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 12 nhé. Giờ mình sẽ qua tiếp câu số 13 nhé. Đây này. Mình phải đọc để kỹ cái đề nhé. Ở đây nếu người ta nói là tập hợp các chữ số của nó là tập hợp B, có nghĩa là mình sẽ lấy cả ba chữ số và mình chỉ quán đổi vị trí gì thôi. Còn nếu người ta nói là có ba chữ số lấy trong tập hợp B, có nghĩa là mình lấy một chữ số cũng được, lấy hai chữ số cũng được, lấy ba chữ số cũng được, đúng không? Giờ mình ghép là đành để thành các số có ba chữ số là được, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là câu 13. Giờ câu số 13 người ta nói là người ta yêu cầu mình viết tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 1. Như vậy là mình sẽ viết làm sao để được tổng các chữ số nó là 4, đúng là được, đúng không? Giờ như là tổng tổng ba chữ số bằng 4. Giờ như là mình sẽ có những số nào cộng lại sẽ bằng ba chữ số nào cộng lại sẽ bằng 4. Ta cộng này. Mình thấy là 4 sẽ bằng 4 cộng 0 cộng 0, đúng không? Hoặc là 1 cộng 1 cộng 2 cũng được, cũng bằng 4. Hoặc là 2 cộng 2 cộng 0 cũng bằng 4, đúng không? Hoặc là 3 cộng 1 cộng 0 cũng bằng 4. Như mình thấy là có nhiều trường hợp. Bây giờ mình sẽ xét trường hợp 1, chính là 4 sẽ bằng 4 cộng 0 cộng 0. Như vậy là trường hợp 1. Chính là 4 sẽ bằng 4 cộng 0 cộng 0. Như mình thấy là trường hợp này thì mình sẽ quyết được một số duy nhất chính là 400, đúng không? Mình không thể là để số 0 ngoài trước được. Như vậy là ta thu được số, một số duy nhất chính là số 400. Mình không thể để số 0 đứng trước, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua trường hợp 2. Trường hợp 2 có nghĩa là 4 sẽ bằng 1 cộng 1 cộng 2, đúng không? 4 sẽ bằng 1 cộng 1 cộng 2. Giờ như vậy là đến trường hợp này thì mình sẽ thu được những số nào? Như vậy là với ba chữ số 112 này thì mình sẽ viết được các chữ số như là 112 hoặc là 121 hoặc là 211 đều được, đúng không? Vì số 1 hoặc là số 2 đứng trước đều được, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ qua trường hợp 3. Giờ trường hợp 3, 4 sẽ bằng 2 cộng 2 cộng 0, đúng không? Lúc này mình sẽ thu được những số nào? Như vậy là số 0 không thể đứng đầu được, chỉ có thể là số 2. Như vậy là mình có thể là 220 hoặc là 202, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là trường hợp 4. Như vậy trường hợp 4 chính là 4 sẽ bằng 3 cộng 1 cộng 0, đúng không? Như vậy là với trường hợp này mình sẽ thu được những số nào? Như vậy là mình thấy là số 0 không phải đứng đầu. Ví dụ số 3 đứng đầu mình sẽ biết được là 310 hoặc là 301. Còn nếu số 1 đứng trước thì mình sẽ được là 103 hoặc là 130, đúng không? Giờ như vậy mình kết luận.
Giờ như mình sẽ viết lại những số khởi mạng đúng không? Chính là 3. 3 chấm 10. 301. 310. 130 đúng không? Tiếp theo sẽ là 2. 220. 202 đúng không? 112. 121. 211. Và cuối cùng sẽ là 400. Đúng này. Giờ như giờ mình xong câu số 13 nhé. Giờ như giờ mình xong bài giảng hôm nay. Những bài tập còn lại thầy sẽ làm video bài giảng kế tiếp, các em nhớ đón xem nhé. Như giờ mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dạy nghề bấm hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em tốt, tạm biệt các em nhé.